Chúa Kitô cũng thế, ban sức mạnh của Người cho hai cháu nhỏ để biểu hiện ơn ấy, Cha sức dầu cứu rỗi cho hai con trong Đức Kitô Chúa chúng ta, đơn hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Xin cộng đoàn tiếp tục đứng. Lời nguyện là phép nước. Lạy Chúa, Chúa dùng quyền năng vô hình mà làm cho các bí tích trở nên hữu hiệu lạ lùng. Và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa đã bao lần dùng nước do chính Chúa tạo thành để bày tỏ quyền năng của phép thánh tẩy. Quả vậy, ngay từ lúc vũ trụ khởi nguyên, Thánh Thần Chúa đã bay là trên mặt nước, để từ đó nước hàm chứa năng lực thánh hóa muôn loài. Chúa lại dùng nước hồng thủy làm hình ảnh tiên báo phép rửa ban ơn tái sinh. Vì thời đó cũng như bây giờ, nước biểu thị quyền năng Chúa vừa tiêu diệt tội lỗi, vừa khai mở một đời sống mới. Chúa đã giải thoát con cháu ông Abraham khỏi vòng nô lệ mà dẫn qua biển đỏ ráo chân, để họ tượng trưng một dân tộc mới là những người được thánh tẩy sau này. Và sau hết, khi đến thời đến buổi, chính con một Chúa đã lãnh nhận phép rửa của Thánh Gioan trong dòng nước sông Gioan và được Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mình. Lúc bị treo trên thập giá, Người đã để cho máu cùng nước từ cạnh sườn chảy ra, và sau khi sống lại, Người đã truyền cho các môn đệ rằng: anh em hãy đi giảng dạy và làm phép rửa cho muôn dân, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Vậy giờ đây, lạy Chúa, xin thương nhìn đến giáo hội và khơi lên giữa lòng giáo hội nguồn nước thánh tẩy. Xin cho dòng nước này được thấm nhuần thần khí của Đức Kitô, để nhân loại Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Chúa được thanh tẩy khỏi mọi vết nhơ con người cũ và tái sinh làm người mới nhờ nước và Thánh Thần. Lạy Chúa, nhờ công ơn con một Chúa, xin cho nước này đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để những ai được dìm trong nước thánh tẩy này, nghĩa là cùng chết và chịu mai táng với Đức Kitô, cũng được sống lại với Người để hưởng phúc trường sinh. Người hằng sống và hiền trì muôn đời. Và sau đây là phần từ bỏ tà thần và tuyên xưng đức tin. Anh chị em tuyển nhân thân mến, anh chị em sắp đảm nhận bí tích thánh thảy, thánh tẩy do lòng Chúa yêu mến, và sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Giờ đây anh chị em được mời gọi từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin bởi Kitô như giáo hội Công giáo tin. Chính trong đức tin này, anh chị em được đảm nhận bí tích thánh tẩy. Anh chị em cộng đoàn phục vụ thân mến, nhờ mầu nhiệm vừa qua, chúng ta đã được mai táng Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy, để được cùng Người sống đời sống mới.
Thời gian thanh luyện của mỗi chàng đã kết thúc. Chúng ta hãy đọc lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thành thị. Vậy tất cả chúng ta, để sống cho xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là đầu mối gây ra mọi tội ác không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hiệu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin giáo hội thánh thiện và công giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của hội thánh. Chúng ta hãy hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn an toàn. Maria, Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Alleluia. Anna, Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lâm Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thiên Chúa toàn năng là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã tái sinh anh chị em bởi nước và Chúa Thánh Thần và đã giải thoát anh chị em khỏi tội lỗi. Chính Người sự giàu cứu độ cho anh chị em để sau khi nhập đoàn với dân người,
anh chị em mãi mãi làm chi thể của Đức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế cho đến cõi sống muôn đời. Amen. Anh chị em đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Đức Kitô. Vậy anh chị em hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, mang lấy nó và giữ nó tinh tuyền cho đến khi trước tòa Đức Kitô, Chúa chúng ta, để anh chị em được sống muôn đời. Amen. Anh chị em hãy nhận lấy ánh sáng Đức Chúa Kitô. Anh chị em hãy luôn sống như con cái sự sáng, để được bền vững trong đức tin. Khi Đức Kitô đến, anh chị em xứng đáng để nên đón người với toàn thể các thánh trên trời. Amen. Bây giờ xin các người tân tòng hội nến và chào cho những người đỡ đầu. Con xin mời tất cả cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Anh chị em tân tòng thương mến, khi được tái sinh cho Đức Kitô nhờ bí tích thánh tẩy, chị em đã trở nên chi thể của Ngài. Giờ chị em sắp lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được tham dự vào thần trí Chúa, ban cho các tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Xin sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm cho chị em càng nên giống Đức Kitô để trở thành nhân chứng cho sự khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Ngài, và tăng sức cho anh, cho chị em trở thành những phần tử sống động của giáo hội và xây đắp nhiệm thể của Đức Kitô trong đức ái và đức mến. Anh chị em cộng đoàn phục vụ thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Cha toàn năng, xin Ngài tôn độ Thánh Thần của Ngài trên những người con vừa được thanh tẩy và sức dầu thêm sức cho họ được nên giống Đức Kitô hơn. Con xin mời quý cha đồng tế cùng giơ hai tay trên các ứng viên thêm sức. Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã giải thoát con cái Chúa khỏi tội lỗi bởi nước và Thánh Thần và ban cho họ sự sống mới. Xin sai Thánh Thần Chúa xuống giúp sức, hướng dẫn và ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và can đảm, thần trí suy biết và đạo đức, cùng đầy tràn ơn kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cộng đoàn phục vụ an toàn. Maria, hãy nhận lấy ấn tín của Chúa Thánh.